Ok các bạn, đã vừa rồi hơi lỗi tí nên mình quay lại nha. Ok, thì hôm nay là cơ bản là đây là lần đầu tiên mình sẽ thử mở gọi là Katsukibi. Đây là lần đầu tiên, tại vì trước ấy chơi cái nó giống bản gốc ấy thì mình chưa làm xong nhiệm vụ các thứ mà mình chưa đủ sức mạnh thì gọi là có thể đi được đến tương lai và cày Katsukibi. Nên là bây giờ trời bạn ấy có cơ hội rồi thì mình sẽ lấy đầu tiên mình mở luôn. Ra những cái gì mình chưa bao giờ nghĩ là mình làm được ở gọi là bạn ngọc rồng cơ quan thì giờ mình sẽ là cách mình vừa một phút anh trang thôi. Ok, mình vừa cày được 88.88 viên bằng một cái máy giò. Giờ mình đã mở được giáp xe này, một tí cùng ngộ ẩn danh, ok. 82 viên rồi. Và mình mở được từ 85 triệu vàng, giờ lên là 92 triệu. Rồi, cùng nộ tiếp. Cùng nộ tiếp, quay. Ok, giáp xe. Giáp xe. Cùng nộ. Rồi, 90 à, 97 thôi. Để 7 triệu à. Xem mình có lãi được không nhá. Mình bỏ ra 3 tầm triệu để mua ba cái máy máy gió. Sao là thì sau hết ba máy gió mình có lãi không nhá. Ăn 100 triệu, sao mình 1 triệu ấy. Và sau khi một khoảng thời gian cái cứ cho là một ngày đi thì mình hiện tại là mình đã lên 85 tinh sức mạnh, thân mình sẽ cấp 3. Kỹ năng thì mình full hết HP mình chỉ gốc rồi, sức đánh gốc cũng full rồi. Mình đang mở được cái nội tại liên hoàn 21%, thì mình sẽ làm một cái clip nội tại mình mở được 25%. Cái gì kiểu bây giờ ngọc xanh mà không phải là vấn đề, thế nên em khi nào nó mắc thì thôi. Hay và thay đổi thái đấy. Thì này lên cho nhanh thôi. Sao pin đâu nhỉ? Đó phải rồi. Cái này là khác rồi. Ok. Ok, sao pin lên 5. Cho lên 10 nhá, cho lên 10 ra đập trời mở cho nhanh. Ui đồ, 109 triệu á, 116 triệu. Sao? Ok, rồi. Thì sau một máy giò và x88 viên Katsukibi thì mình kiếm được cả 14 cái giáp xên, 18 cái bộ khí, 17 cung nộ, 13 danh, 11 bộ huyết và từ 85 triệu vàng lên 136 triệu. Thì mình cứ tính sơ sơ đi, mình tính sơ sơ 136 trừ đi 85 là mình kiếm được 51 triệu vàng nha. À, kiếm được 51 triệu vàng là kiếm được một nửa rồi, một nửa của cái ấy rồi.
Vậy là sau 8x88 thì mình kiếm được một nửa của cái 100 triệu, mua được một nửa cái máy giò. Ok, và hiện tại là giờ đề tư của mình đã là 127 triệu và chuẩn bị mở sơ Q2 các bạn nha. Thì bây giờ chuẩn xong mở sơ Q2 thì mình sẽ quay video cho bạn xem. Ok. Trước đây mình làm gì có cơ hội, trước mình làm gì có cơ hội, khi chơi mạng không làm gì có cơ hội để gọi là mở sơ Q đề tư các kiểu. À, giờ có cơ hội này, chúng ta nên tận dụng. Ok. À, sắp tới là có sự kiện là 30/4 ấy. À không, sự kiện thôi. Ừ. Không, không ai sự kiện 30/4 được. Mình nghĩ đi nhau. Ok. Bây giờ. Ok.